Hey, feel I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. Mới nhảy ạc đâu hả? Thằng đầu hai nè, ạc này nay có sự kiện free nha nha. Nay có sự kiện free ngon lắm, sự kiện free. Cười, thằng mới tạo mà, ạc này nó lên xin sao tôi làm tặng anh em luôn. Sự kiện này có mua được bao nhiêu? Vòng quay Giáng sinh đúng không? Sự kiện này lấy sao? Nó bán trong shop đúng không? Quán người ta bán nhiêu vậy? Ủa cái vòng quay đó có bán hả ta? Tỷ phú BB, ủa không có bán hả ta? Đâu có bán đâu. Chưa mở bán rồi à, phải vô đá thôi, vô đá mới được à. Mai mới có. Rồi vô nay coi được mua được cái gì không? Cày chay này căng quá ta, bắt nó bắt phải đá nó mới có đồ à. Chỉ có chặn trên vé hả? À chặn trên vé tờ để vô nhận nhiệm vụ anh em nha, nhận mấy nhiệm vụ free cái. Hay là cày chay mà nhận vụ free, ok không phải một trận đúng không? Thánh gì phẩm không có. Xuyên cũng không có. Cái gì? Có cái gì vậy? Truy tiền cúp luôn. Cúp vàng đó. Cúp nữa này. Cúp này mình phải tiến độ nhiệm vụ này. À đây cái cúp vàng này mình được cày chay mới nữa, mình được cày chay cúp vàng nữa. Cày chay nữa, đồng ý cái. Còn FC với cách nào ngon hơn anh? Ê, 500 triệu ngon vậy? 500 triệu ngon luôn. Trời ơi, 500 triệu bê ngó. À, 102. 22 u ở đường nè, con này cũng được mới ít quá tiện. Thì chưa thành vụ đúng không? Powder đâu, powder rồi, đang powder đăng ký rồi. Còn cái gì nữa không ta? Còn một cái powder đăng ký qua rồi. Powder đâu, đã nhận rồi, nhận nhiệm vụ. À, nhận nhiệm vụ đây. À, ngày 2 à, mỗi ngày nhận nhiệm vụ powder. Sổ tay free luôn đúng không? Sổ tay thêm được free. Đã cài chè nhớ quả đăng của item hả? Chịu khó ta, đôi khi mình muốn cảm thấy mình chịu khó nhá. Sổ tay này đâu có nhận được đâu, đâu có sổ VIP đâu nhận, nâng cấp đâu, cày chay mà. Bị lắc phải đá nó mà cho, đá cái hả? Chuyên tiền cúp vàng được 2 cái. Chuyên tiền cúp vàng phải chia sẻ nữa hả? À được thêm 2 điểm à, được 1 điểm. Đâu quà đâu. Quà này đây, cày chay mà, cày chay chịu khó. Ok, ngày hôm nay mình thấy mình lên được, mình đá mấy kiểu nào à? À, nhanh mình lại nhanh. Cày chay mình ra được mấy thằng ở đây, ma tiếp hả? Losano hả? Đinh hồ mấy CB ngon nha. Từ nha, để cho mấy này vô đá. Cho mấy này vô đá, bán là uống. Coleman nữa nè, tôi có được Coleman. Đồ hôm nay dày quá anh em ơi. Ma tiếp vô, Losano vô, Đinh vô. Tôi thay hai cánh cái. Đinh hả? Đinh này vô, cho Đinh Huy ra cánh phải. Còn Losano, Fixer Rai, Sharp và Coleman vô. Balak Cruz hay Rai Cat Cruz hả? Rai Cat Cruz hay. Team này là nhiêu? 4 tỷ luôn ha, team già quá vậy. Trời ơi, team build sơ sơ rồi 4 tỷ BB rồi. Cho ông Fixer này vô đá vào cái cánh luôn, mình đi chạy chậm quá. Losano đá vào cánh được, team đẹp đúng không? 4 tỷ BB à. 4 tỷ BB nha, ngày hôm nay từng bước anh em ơi. Nhà quản lý cũng ai, ok chứ đơn đội anh có thể có bia cần nè. Đây mình nhà team giờ mạnh đúng không? Team mạnh mấy kia vô đánh lại đâu, xung vô hang đá kia. Hay quá tao biết cả. Team đẹp đúng không? Team mười quá ta. Team này từ từ nè anh em coi nè. Đó là những cảm giác của người mà mới tập chơi, người ta sẽ chơi như thế này nè mà. Ừ vô đúng, trời. Hey. Whiska này ngon kìa, Whiska 2.55. Lemina. Ước mà quá ta, Lemina từng bước anh em ơi. Từng bước mình chinh phục siêu sao. Ừ. Càng quá ta, tìm càng tìm bắt đầu tìm tôi bây giờ mạnh quá, tìm tôi giờ mạnh quá vậy. Qua đá khó kìa. Qua đá mấy con cộng không khó kìa, giờ build nó lên 4 tỷ nó mạnh quá trời. Bên ta. Em pha 5 ngày 25 tỷ à? Chà. Ôi gì? Mấy chục bên hay dữ ta. Wow, Black Free mở ra CR7 B8 luôn. Mấy tình niên ta. Lạc quan chứ mấy quá. Thôi tôi cũng lạc quan cái cỡ đó đi mà, đúng không? Tôi còn Black cho tôi 1 tỷ mấy 2 tỷ tôi đủ tôi mua cầu thủ rồi. Đây. Em lạc quan với em free mà ra được CR7 B8 luôn rồi.
Trời ơi gì vậy? Gì vậy? Lù vậy? Trời ơi. Ba đen bài được chứ. Let me now, hay quá, chạy chỗ kìa. Chạy chỗ kìa đây mà. Let me now, chạy hay quá, chạy phù hợp nhịp nhàng quá vậy. Lúc đoạn không tặng nữa. Giờ đó đoạn không tặng nữa. Ska, đạp à, đạp à, đạp à. Hussein ST quốc dân tương lai ở đây chứ đâu, đấm, đấm không, ủ mạnh kìa. Hussein, con này ngon lắm nha, anh em mà nha. Này ngon lắm á, vô sen à, ngon ghê luôn á, tốc độ có, tăng tốc, sức mạnh cao mấy 92, đấm kìa, bên kia đấm lại Rudiger nha, bên kia Rudiger 22.5 đấm lại vô sen DC đó. Còn mạnh hay quá, tăng vô sen hay đúng không? Nhiều đang chơi bô sen kiểu bô sen hay quá trời mà nó chơi ta, bô sen nó hay ghê ta, xuất xa chi villa luôn kìa, má ngoài luôn á chứ, bô sen nó hay quá trời. Lại cho quà cho thẻ 96 ơi, chân cổ cầu thủ ơi, 2000 hả? Ồ 2000 Starboy làm gì trời, bị lắc nhận quà đúng không? Nhiệm vụ đây đã hoàn thành, mission này thì sao? Mỗi cái sự kiện này xe được có 1 lần rồi. À đây. Từ gì đây? 2 tỷ 2 quá, nhiều giàu. Ui 3 tỷ mê luôn kìa. Ôi trời ơi tôi nhiều quá vậy. Ba ơi được vé vòng quay Giáng sinh nữa kìa. Ôi được vé vòng quay 2 tỷ luôn không ta? Thơm. Rồi vô mình mua cầu thủ thôi. Trời ơi. Giàu anh em ơi, giàu rồi. 25 tỷ á, ủa 25 triệu, 25 triệu. Nhận thêm cái này nữa. Được thêm cái này nữa. Đúng không? Bị lắc nào xe rồi, xe qua rồi. Qua xe hết rồi, cái này à, cái này còn được cái này. 200 đi ship này. 200 đi ship rồi đúng không? Qua có thể nhận. Nhận quà đây chứ, nhận chưa? À nhận rồi, nhận thêm được có 101 ở cũng ngon. Ồ quá trời quà luôn. 3 tỷ BB. Trời ơi, đồ này dùm làm gì vậy ta? Cái Noel mua 5 cái hả? Ờ, à, còn cái cúp vàng nữa, tờ ra cúp vàng nữa. Một cái. Hết rồi, được có thể à. Powder nữa, powder nhận quà nữa. Trời ơi, quà nhiều quá anh ơi. Giàu rồi. BB trắng nè, bọc may mắn nha, bọc may mắn. BB bao nhiêu? 2 tỷ mấy luôn đã vậy. Ôi giờ tôi có 3 tỷ 2 không kìa. Giao kia anh em ơi. Đừng mở thẻ này, mở ra con Zidane cái nữa thì em luôn Zidane 100 tỷ luôn. Mở ra Zidane thôi chứ hành trình lương siêu sao rẻ. Zidane. Trời được bao nhiêu? Liệu 100 triệu vậy. Trời ơi Zidane. Duarte cộng 2 sao lại đắt này ta. CDM mới 80 à. CDM hiện tại mình đang có ai ta? Mình đang có Lemina số 100 à. À số 100 mà đã cho này vô đá. Này 103 luôn. À con này 103 lận. Cho Brian Mendes 255 không? 53. Cam ở lòng nào vậy? Cho con Duarte vô đá, Duarte lòng nào vô đá. Cho cái này vô đây bán ngủ quá, cho vô đá luôn. Ơ có được quả Gunsen đó LB ngon nha. Gunsen. Từ đền tôi giờ tôi chỉnh lại xíu cho nó chỉnh vô cái nha. Chỉnh vô cái đền vô mạnh á. Coi mình còn mua gì mình mua. Có 3 tỷ lần mà, 3 tỷ này tôi mua mấy DC vô đá đẹp. Miska 105 ngon ghê ta. Tôi cần con tiền đạo. Đó tôi cần con tiền đạo cho nó xịn xíu ha. Cho con tiền đạo xịn xíu ha. Tôi còn tới tiền đạo đó cho chỉ số 115 ơi. Bắt đi. Ơi, con hôm qua tôi mua bắt đi. Bắt đi em ơi, bắt đi. Bắt đi DC. Tôi mua này về thôi chắc em nghĩ chắc khóc luôn á. Bắt đi 3 tỷ 6 hả? 3 tỷ 2 tỷ 4 tỷ luôn hả? Ơi con này 4 tỷ luôn anh em à, mắc gì vậy? Thiếu 80 triệu luôn hả? Bắt đi tao, bắt đi ngon ghê, tao 4 tỷ luôn hả? Qua đến 3 tỷ 2 mà. Giờ 4 tỷ nó mát luôn à. Bucha bán không? Bucha DC, ôi ngon 2 tỷ 6 à. Anh dùng 5 thôi Bucha được ha.
Buka không được ha, Buka được đó nhá, Buka ngon nha, con Buka ngon. Hussein Hetman hả, Gobu hả, Buka này, Buka đẹp, Buka tỷ xấu nữa. Mày vậy mới quay đi qua lại, nào lít rồi. Ông lẹ, ông nào lẹ ba. Ông nào lẹ vậy, chưa gì lít tôi rồi. Ui, mình đang suy nghĩ, mình đang tìm con nào lít luôn ta. Ồ, lẹ với ba. Là tí gì hả, gì hả? Con nào mua đá mua tiền đạo nào khác nữa. Chọn Buka đây ha, chọn Buka về đá. Tôi làm nguyên cây DC luôn đẹp. Tôi làm nguyên cây DC luôn đá. DC giá rẻ luôn nhá, làm nguyên cây DC giá rẻ luôn. Tại vì mấy con đá rẻ quá mà, đúng không? Ừ, tôi làm để làm cây DC tôi còn 600 triệu đúng không? 600 triệu này mình mua thêm con DC luôn giá rẻ rẻ đá. 600 triệu mình mua được con Takedemi chúng ta. Này 400 triệu à, 500 à. Con này ngon. Để mua này về đá, 500 à, lít luôn á. Ngày nhiêu? 200 triệu. Mà lấy cái thằng này, quả Buka với Takedemi, từ từ mình dòng mình đi vô nguyên cây DC luôn. Buka vô Coleman ra, đẩy Miska về cánh lại. Đẹp quá rồi, vô mượt rồi, mượt đúng rồi, đúng rồi. Máng DC 1, 2, 3, 4, 5 à, 6 rồi nè, 6 DC rồi nè. Tôi làm 10 DC luôn. Được ha, cái này mượt á, mượt mà ngay. Buka với Miska vô, Buka với Takedemi vô. Chạy 116, làm cây DC luôn nha, tí tôi làm cây DC luôn. Mình làm cây DC chứ dễ đi. Sen. Ừ, cuốn sen hay đúng không? Cuốn sen hay kìa ha. Hay à. Hay à. Trời ơi, thấy cho đá đồ thuộc hay hay mà. Cuốn sen đá ghê quá. Sen. Chờ, Buka sen ngon ha, Buka sen nhìn ngon ghê anh em à. Sen là khác. Buka Guno. Chờ không ai chưa. Gì chạy về chạy về nhà gì quá. Chạy về nhà không ra luôn nó. Trời ơi, mượt mà. Buka đúng không? Quả này tôi mua Buka đẹp quá, Buka này đá lên được tới siêu sao luôn á. Đá Buka siêu sao phải ru luôn á, hay quá trời hay. Quả đá toàn ra ngoài tao mấy quỷ. Kỹ nó vô nè, nhìn dễ khó không dễ đâu. Pa sót, Buka Guano. Pa sót đỉnh ha. Pa sót đáng thì chứ. SD quốc gia nào ra tạp 900 thì ngon về anh. Cảm dấu tên nha. SU dân 8900 mà. Ờ. Vì sao ta? Mình pa sót. Vậy mà cũng vào. Buka đỉnh đá ngon ha. Ở Buka kìa. Anh nói cầu thủ anh bị sao ta? Cầu thủ anh bị sao ta? Ồ, gì mà cũng rồi. Ôi, con trai, bỏ sốt kìa. Ôi, con trai, bỏ sốt kìa vậy. Miska. Bực mà liền. Nào hả, năm câu nào hả? Tìm đẹp quá, tìm này có Buka vô mấy kia chịu nổi đâu. Bảo Buka với lại ao ra không tính đâu hả? Không, có tính không? Nãy trong nhận quà quá trời nè, EBS gì kìa. Được nhiêu BB nữa? 80 triệu BB nữa hả? 80 triệu BB. Thêm hai quả này nữa, có mở ra được nào tỷ không? Danny Webeck à, 34 triệu hả? Hết quá vậy, bán thôi. Webeck bán hả? Webeck hả? Bán rồi nè. 37 triệu 7 hả? 37 triệu 7 được bao nhiêu? 37 triệu gì? Bán 37 triệu hả? 37 triệu thôi, tôi còn 200 triệu tôi mua được nào? Để dành này, để dành hết đi. Không, để dành tôi mua khác. Đính, trời ơi, quả này sẽ bê ác, ngôi sông của hàng tạc ngon quá
À, xô hàng linh quá, con trai vô cu à. Hiện tại là mình còn mấy vị trí DC đúng không? Con Takedemi cũng ngon à, 2.5 nha. Build là build phải được chuẩn bài. Cụ ra chảy Takedemi. Trời ơi, Takedemi á, này đá cho câu lạc bộ nào ta? Đá câu lạc bộ nào mà tới tới 10 năm mà được vô DC hay quá vậy? Những cầu thủ mà không biết online luôn á nha. Ủa này vừa đá khác biệt kìa. Cầu thủ nó kèm người ra, nó kèm người ơi, này mấy răng này đầu này nó kèm thôi á. Kèm mát kìa. Ừ, Machisio. Kìa thủ hay quá vậy. Hay quá ta, căng thiệt chứ. Làm gì đây, làm đấy. Làm đấy. Ở Busen hay ác. Bucaguino bao suất. Bao suất hay quá ha. Này chuỗi 20 không được thua hả? À? Không thua được luôn, hy vọng là bạn. Bao suất đát quá ha. Trận đấu chỉ còn 7 phút nữa. Claudio Marchisio. Busen. Buca. Kỹ đâu. Anh kỹ ở đâu? Bao sót giờ dễ vô mà anh kỹ à. Kỹ sao còn bao sót được. Bao sót suốt rác kìa. Kỹ. Tranh rảnh đủ top luôn cái chi. Ồ. Ồ, đùm phì hay quá vậy. Sắp tin hết. Mực mà liền. Anh em biết thắng nhiều bàn chi không? Thắng nhiều bàn để cái hạng sâu của mình á, nó ít điểm hết trơn. Trăm triệu luôn hả? Ngon quá vậy? Ấy đúng trăm triệu luôn kìa. Ngon. Trăm triệu luôn. Thách đấu với cấp bậc cao hơn à. Lần này ngay cả khi bạn không đạt đến điểm số điểm mà bạn sẽ không bị xuống hạng à. À ok. 3 trận thắng đúng không? 3 trận thắng. Được bao nhiêu tiền nữa? Ôi được quà nó được 100 triệu luôn nãy, ngon quá vậy ta. Được 100 triệu EB. 100 triệu là 300 triệu rồi. Giờ 100 triệu là ngon luôn á, 100 triệu là nhiều quá nè mà, 100 triệu mua được nhiều con á, thôi bị ngon á. Giờ cho tôi mở ra mấy con mù lai này, có mấy con được tỷ không? 2 triệu hả? À. Nghèo ác luôn á chứ. Nâng cấp thành công một lần ở BC. Nâng cấp thành công một lần à. Đang rồi. Nâng cấp thành công để mình làm nhiệm vụ với cái cây chay cái. 38 triệu luôn hả? Được quá vậy. Claudio Marchisio. Vô không? Một vào sót dễ vô quá vậy. Vào sót dễ vô quá vậy. Nó bán chuyên và đá phụ á. À. Kỹ nha anh em nha, kỹ nha. Ừ, bao sen ngon. Bao sen ngon vô được, bao sen đá vô được. Thiên kiện hơn. Giờ trên lịch hình nó khác biệt mà. Bucaguano vượt mà liền nữa chứ ha. Busen nó lép xít về hay rồi đúng rồi, Busen nó hay mà, nó out luôn hả? Đồ hình này cho gặp đồ hình full BTB cộng 8 đó, ngang ngửa chứ đâu. Busen, cho rồi. Ôi Gohan đá cái quanh kìa. Sung Gohan, người Hàn đá. Hoành chết đê gì vậy, tưởng ra ngoài vô, phanh nó mà vô ta. Anh bỏ à. Bô sen đánh đầu, lụm tiền. Lụm thôi anh bỏ luôn ta, bô sen. Ủa ông Hoàng đánh đầu mà. Sao mà game có thể tạo ra ông bô sen hay chứ ta. Bô sen à. Bô sen đã cho Red Bull Leipzig à. Bô sen.
Kaguno. Trời ơi, bút chân mới luôn ha, bút Kaguno DC đó không hay nữa. Đến nào tôi nâng hết lưng vàng DC đúng không, tôi đẩy lên, tôi giờ tôi đập lên cộng 5. Đẹp luôn á, cây đẹp rẻ và cộng 5 á, cháy nữa. Kaguno. Đạp à, đạp sao được, đạp sao được. Đạp sao được, Ultra chạy như cái máy mà. Chạy như cái máy mà, Ultra chạy nhanh ha, Ultra chạy kìa. Ultra Guano chạy rồi chứ. Làm nữa. Và đừng quên đó lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.